nói luôn, nếu như một ngày mà mọi người nghe thông tin ngày mai bắt đầu quay lại giãn cách xã hội thì việc đầu tiên mọi người sẽ làm là gì? Tôi sẽ là đi ăn kem nha. Và đây là cái hãng kem mà tôi cực kỳ tâm đắc khi ở Viên Chăn, đó là kem Daily Win đó mọi người. Tôi hay ăn cái loại 12.000, nó có phủ sô cô la bên ngoài và nó có hai cục kem, à không, hai tầng kem chứ. Thì nghe giang hồ đồn á, đây là hãng kem của Thái Lan được du nhập vào Lào. Nhưng mà ở Lào cũng rất là chuộng nha. Đây là cái loại kem mà tôi rất thích luôn. Bình thường thì thật ra tôi ăn chỉ có một viên thôi, nhưng mà hôm nay tôi gọi hai viên cho ăn cho đã cái nư. Chứ giãn cách biết bao giờ mới được ăn lại đúng không? Nhưng mà tất nhiên tôi sẽ không ngồi trong quán mà tôi đi ra ngoài quán mà ngồi á. Ví dụ mà người ta chưa thực hiện giãn cách thì ngày hôm sau tôi sẽ tiếp tục đi ăn Lotte. Mà Lotte bình thường tôi chỉ thích ăn những cái vặt vậy thôi này. Bình thường ăn gà cũng ngán rồi đó mọi người. Nên hôm nay tôi chỉ khỏi quay tây chiên, bánh tát và bánh phô. Cái điều mà làm tôi thất vọng nhất đó là đang thèm bánh tát trứng, nhưng mà bánh tát trứng nó quá nhạt nhòa. Thêm vào đó thì ly nước cam 15.000 kiếp, nhưng mà nó chỉ được có chút xíu tí teo à. Thật sự là quá hụt hẫng luôn. Nhưng mà công nhận không gian ở đây đẹp thiệt. Hèm mơ mộng vậy thôi chứ không có giãn cách đâu nha mọi người, cố gắng.